Chào các bạn, hôm nay mình sẽ khai thác một dùng rau cải chip và bị sâu. Khai thác một nửa thùng đấy cho gia đình ăn thôi à, cho nên không đeo găng tay và cũng không cần đeo khẩu trang vì gia đình ăn luôn mà. Đấy, thì bây giờ là mình chỉ cần khai thác nửa thùng thôi, không cần khai thác nhiều. Nửa thùng để ăn thôi các bạn nha. Phương pháp khai thác thì vẫn vậy thôi, vẫn là cắt thôi. Và lần này thì mình do khai thác cho nhà mình ăn cho nên là mình không cần phải cắt quá cao. Bình thường ấy, một thùng này ấy, thì là một mình ăn sống thì ăn hết luôn. Nếu nó không bị sâu thì mình ăn sống luôn ấy, nhưng bây giờ cũng có thể ăn sống luôn được. Để cho các bạn xem nhé, mặc dù nó bị sâu. Đấy. Cái thùng này thì được chắn mưa rồi, được che mưa và mặc dù là chưa được chống côn trùng như những thùng ở bên các cái giàn rau đối diện kia, nhưng mà vẫn hoàn toàn sạch vì tưới bằng nước máy và đã hạ cờ lo, sạch 100%. Đây nha, đây là một cái cây rau này, cải chip nhá, thì mình ăn sống cho các bạn xem nhá. Ăn sống nhá, rất ngon các bạn. Ăn sống thì nó có cái gì, tức là giống như là bò hay là trâu ăn cỏ ấy. Thì khi mà chúng nó nhai ấy, chúng nó có cảm giác rất là sung sướng vì là những cái vị của tự nhiên mà không qua nấu nướng, nó đọng ở trên khoang miệng rất là tuyệt vời, tạo ra cảm giác rất là thư giãn. Ngoài ra là những cái chất mà không qua nấu nướng thì nó cũng cũng còn nguyên chất và rất là tốt cho sức khỏe. À, tới đây thì mình gieo cái hạt ở trên cái lưới mắt cáo kia thì nó sẽ không phải mất thời gian cắt rồi nhổ nữa các bạn. Đây, nếu mà có chẳng may dính tí phân trùng quế thì nó vẫn là rất là sạch vì phân trùng quế của mình ấy là đã đi xét nghiệm rồi, không có E. coli, không có Salmonella và coliform. Nhưng mà bạn nào mà cẩn thận thì mà không muốn ăn phải phân chuồn quế thì chúng ta lại rửa đi thôi. Còn nếu mà muốn mà ăn sống mà nó vẫn hơi dính phân chuồn quế một chút mà ăn sống thì chúng ta dùng cái nước tinh khiết chúng ta đã qua thanh lọc chúng ta rửa đi. Lát nữa mình sẽ chế biến cho các bạn xem cái rau này và các bạn sẽ thấy rằng là cái nước rau của nó trong như thế nào, đúng không? Trong vắt. Thì chưa có một cái loại rau nào mà trồng như bên mình cả. Ví dụ ở Nhật thì người ta vẫn trồng xuống mặt đất hoặc là người ta trồng thủy canh. Mà các bạn biết rồi đấy, thủy canh là mình sẽ có một cái video chứng minh là thủy canh là hoàn toàn là hóa chất nhé. Và nếu như mà chúng ta không dùng máy châm phân ấy của Israel ấy mà chúng ta cứ trồng thôi thì bằng cái lượng hóa chất mà chúng ta cho một cách ngẫu nhiên vào ấy, thì nó sẽ gây hại cho cơ thể. Vì cái lượng đó là không được kiểm soát, đúng không? Chưa kể là cái ngày thu hoạch nó lại không chính xác nữa, nó lại theo kiểu Việt Nam nữa thì chúng ta không kiểm soát được là rất là nguy hiểm cho sức khỏe. Đấy, chúng ta đã khai thác xong cái phần mà chúng ta sẽ ăn ngày hôm nay. Đó, thì lát nữa là mình sẽ rửa qua bằng cái nước sôi để nguội, đúng không? Hoặc là nước lọc tinh khiết, thì sau đó là mình sẽ nấu cái rau này, luộc cái rau này với cái nước lọc tinh khiết nhé. Nước tinh khiết đã qua máy lọc RO. Đấy. Và mình sẽ cho các bạn thấy rằng là cái nước của nó rất là trong, đúng không? Kể cả là sau khi luộc, và sau khi luộc cái nước đó luộc để một thời gian khoảng độ 1 tiếng hoặc là thậm chí cả ngày thì cái nước vẫn trong suốt như vậy và uống vẫn là rất là ngon, đúng không? Ok, thì lát nữa chúng ta sẽ quay vào bếp nhé.